Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Commenter. Ngày hôm nay là số thứ 4 của chương trình Hỏi Đáp cùng An Phát, vẫn là mình và với anh Cao Sình Tiến. Chào anh ạ, thì hôm nay lại tiếp tục đính hẹn lại lên. Mình cùng với Nam sẽ đưa ra giải đáp một số thắc mắc thường ngày mà của các bạn trên các group công nghệ, và những cái thắc mắc này nó sẽ phù hợp với rất nhiều các bạn mà đang tìm câu trả lời. Thì cũng không dài dòng nữa, mình cùng Nam sẽ đi sâu vào chi tiết các câu hỏi của số thứ 4 tuần này. Câu hỏi đầu tiên của bạn Hà Văn: em có đọc được thông tin trên mạng là CPU Gen 12 khi lắp đặt không chính xác thì sẽ bị cong, gây ra cái tình trạng nóng khi sử dụng. Vậy thì có đúng sự thật hay là không? Vậy thì em sẽ trả lời luôn là nếu như bạn hỏi có đúng hay không thì đúng là có cái câu chuyện đã xảy ra. Còn cụ thể như nào thì anh Tiến sẽ giải thích kỹ hơn. Thực ra nói về việc cong ấy, thì cái trường hợp này không chỉ Intel Gen 12 mà thế hệ socket thế hệ thứ 11 đấy thì là cũng dính cái trường hợp này. Tuy nhiên cái mức độ nó bị lõm ở mặt trung tâm nó sẽ khác nhau so với Intel Gen 12. Và thường thì cái này là liên quan đến cái việc thiết kế của cái nắp ngàm dữ của CPU. Khi chúng ta lắp xuống nó quá chặt thì cái phần nó lõm ở phần trung tâm thì nó sẽ không sát với lại cái việc khi mà chúng ta lắp đặt tản nhiệt ấy, có cái bề mặt nó sẽ không khít được hết toàn bộ. Thì nói về cong thì không đúng. Cong thì thực ra cong và gãy thì nó sẽ xảy ra ở trường hợp Skylake. Thì có một số trường hợp là người dùng siết chặt quá nhiều về cái tản nhiệt thì cũng có báo cũng đăng cách đây cũng 6 năm thì là bị gãy cái phần IHS của con CPU, anh nhớ không nhầm là i7 6700. Tuy nhiên thì là ở với Intel Gen 12 và Intel 11 thì nó hơi có sự khác biệt một chút. Còn cái giải pháp dành cho cái này ấy thì là nếu như một số người trên mạng trả lời bảo là siết chặt tản nhiệt hoặc siết bất lực thì nó sẽ không xảy ra hiện tượng cong, thì xin lỗi các bạn là cái này không phải là câu trả lời chính xác. Vì như mình đã nói giải thích ngay từ đầu rồi, cái việc mà các bạn siết chặt tản nhiệt không giải quyết cái vấn đề gì của cái việc mà cong của CPU trong trường hợp của Intel Gen 12. Thì cái việc mà giải pháp đơn giản nhất, tiết kiệm tiền nhất là mình sẽ tháo cái phần socket, nắp đậy socket, cũng như cả cụm socket. Sau đó mình sẽ mua 4 con vòng đệm M4 từ 0.8 đến 1mm. Thực ra cái vòng đệm này sẽ có rất nhiều kích thước từ 0.5, 0.8, 1mm, 1.5mm, thậm 2mm. Tuy nhiên là theo thực tế thì cái việc mà sử dụng cái vòng đệm M4 từ 0.8 đến 1mm này tràn vào 4 ốc bắt socket, sau đó chúng ta lắp đặt cẩn thận. Thì khi chúng ta lắp vào tản nhiệt thì nó sẽ khít với cái bề mặt tản nhiệt và hiệu quả rất là cao mà chi phí là thấp nhất. Đấy, nhưng mà chỉ cần là chúng ta chịu khó bỏ công mà lắp đặt làm sao cho phù hợp, nhưng mà cứ kỹ một chút thì cái ảnh minh họa các bạn sẽ thấy là cái phần ốc vòng đệm M4 này nó như thế nào. Còn cách thứ hai đó là cái cách mà chúng ta sẽ được một số nhà sản xuất người ta chế luôn cái gông. Có một số nhà sản xuất như kiểu Thermarite thì về cái cách lắp đặt, thật ra thì ở trên mạng thì nếu như anh em nào mà có tìm hiểu thì cũng có những hướng dẫn, đó chính là chúng ta bỏ luôn cái gông giữ của cái socket LGA1700 ra ngoài và thay vào đó là một cái tấm ốp hình chữ nhật đặt kín luôn cái mẫu CPU đấy. Cái này thì nếu như mà anh em nào mà biết cách thao tác thì mới nên sử dụng cái cách này thôi, bởi vì nếu như chúng ta mà không biết cách thao tác mà gây ảnh hưởng đến cái chất lượng của bên thì khi đấy cái việc mang đi bảo hành cũng khá là khó khăn. Và cái giá cả của việc mà sử dụng gông này ấy, thì khoảng 150.000 cho đến gần cả triệu, tùy vào cái loại thương hiệu và cách thiết kế cũng như chất liệu của sản phẩm. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn thích ăn chơi hoặc là các bạn cẩn thận quá thì mới nên lắp. Chứ còn bản thân mình thì mình nghĩ rằng từ lúc Intel Gen 12 đến giờ lắp các đơn vị lắp hàng trăm bộ máy, hàng nghìn bộ máy rồi, chưa thể xảy ra chuyện gì cả. Chỉ có cái chuyện mà feedback là hơi nóng một chút thì đương nhiên là cũng do cái bề mặt tán nó không khít toàn bộ luôn cái bề mặt cả CPU, thì đương nhiên nó sẽ xảy ra cái lượt chênh lệch nhiệt độ. Và nếu mà các bạn lắp gông ấy thì nó hay là lắp cái vòng đệm M4 thì cũng tùy vào cái bộ mạch chủ nhá, thì cái việc đấy có thể giảm 3-5 độ hoặc chỉ là 1-2 độ tùy vào cái cách các bạn lắp đặt, và cái socket trên bộ mạch chủ nó sẽ khác nhau. Giống như anh Tiến đã vừa nói ở đây thì là nếu như anh em nào mà chỉ dùng cơ bản thôi thì cách đơn giản nhất anh em chỉ cần bôi keo tản nhiệt hoặc là lựa chọn tản cái bề mặt của tản phủ kín được CPU đã là ok rồi. Còn những anh em nào mà sử dụng hardcore, sử dụng những mẫu CPU như kiểu Intel Core i9 mà sử dụng tản không quá xịn ấy, thì chúng ta mới nghĩ đến những cái giải pháp là độ chế lại để cho mát mẻ nhất. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ sang câu hỏi số 2 của bạn là Mai Duy Nam. Thì giữa B660M Gaming X và B660 TOF Gaming Wi-Fi D4 thì bo mạch chủ nào tốt hơn khi chạy với CPU Intel Core i7 12700 và 12700KF? Cái câu hỏi này đúng là nãy câu hỏi mà lần trước anh có giải thích đấy. Thực ra các cái bo mạch chủ để mà chạy hiệu quả với các vị xử lý có TDP cao ấy thì
điều quan trọng nhất là mạch VRM. Mạch VRM bôi mạch chủ nào tốt hơn, BIOS thiết kế tốt hơn thì đương nhiên khi chạy với các vi xử lý TB cao nó sẽ mát hơn nhiều. Và trong trường hợp câu hỏi này thì mạch VRM của B660M TUF nó sẽ tốt hơn Gaming X. Và trong thực tế khi mà mình đo nhiệt độ hoạt động thì khi tải nặng thì cái mức nhiệt độ của hai cái này nó chênh lệch khoảng gần 10 độ về mạch VRM khi tải nặng. À, như vậy thì là các bạn có thể lựa chọn bô mạch chủ B660 TUF để khi mà chạy với các vi xử lý có TDP cao mà muốn mát hơn. Với bản chất thì là thiết kế phase B660 TUF thì là nó là 10 cộng 1 cộng 2. Còn trong khi là Gaming X thì nó là 8 cộng 1 cộng 1. Thì và cái chỉ số pa của TUF thì nó cũng tốt hơn về cái mức công suất. Thì đấy là cái câu hỏi mà mình thường xuyên gặp được, bởi vì trong năm nay cái CPU Intel Gen 12 quá tốt đi. Và những cái dòng bo mạch chủ dòng B660 cũng được thiết kế rất tốt, nên người dùng người ta hay quan tâm đến những cái dòng bo mạch chủ dòng B thôi để tiết kiệm chi phí. Và sang đến câu hỏi số 3 của bạn là Hoàng Anh. Em có nghe được một anh có tiếng trên mạng là cái vấn đề về CPU dòng K không cần phải điều chỉnh TDP và Power Limit, thì điều này liệu có đúng hay không? Thì trước tiên mình sẽ nói đến cái TDP. Cái TDP ở đây là gì? Tức là cái mức điện khi anh em sử dụng, anh em chơi game này, anh em có thể dùng phần mềm MSI Afterburner để đo, hoặc là khi mà chúng ta render video, hoặc dùng bất kỳ phần mềm nào như kiểu HW Monitor là chúng ta đã có thể đo được những cái thông số đấy. Còn Power Limit ở đây thì anh Tiến sẽ giải thích kèm theo. Ra thì cái này là nó dở hơn, nó là TDP thì chúng ta hay gọi công suất thiết kế nhiệt. Thì trong trường hợp này mà cái giá trị Power Limit ấy, giá trị Power Limit là cái giá trị mà nhà sản xuất như Intel người ta quy định cụ thể cho từng vi xử lý một. Vì bản chất là với Intel Gen 12 thì cái chúng ta gọi là MTB, tức là Max Turbo Power ấy, tức là cái công suất turbo tối đa mà cái vi xử lý đạt được. Ví dụ như anh nói trường hợp như 12900K thì khi mà mình Intel công bố là mức Max MTB là 241W. Tuy nhiên trong thực tế thì có những trường hợp là khi chúng ta lắp vào, chúng ta load nặng thì nó lên ăn 300W, tức là cái quân số chênh lệch so với lại nhà sản xuất công bố. Nhưng nếu gắn vào một bô mạch chủ mà bô mạch chủ đấy không có khả năng mở Power Limit thì cái việc mà chúng ta gắn dòng K non K thì đều là giống nhau. Cái việc mà Power Limit quy định hay không ấy là do bô mạch chủ dựa trên việc thiết kế VRM và BIOS, không liên quan gì tới việc mà các bạn lắp dòng K hay là non K cả. Cái này là hiểu sai toàn bộ về kiến thức. Về mặt cơ bản thì khi mà anh em, mình sẽ nói nhanh thôi, là với một số những mẫu bo mạch chủ thì khi mà anh em cắm một mẫu CPU mới vào và lần đầu tiên boot lên thì cái hệ thống sẽ hiển thị ra những cái thông báo để người dùng có thể tùy chọn xem là chúng ta sẽ sử dụng cơ bản hay là sử dụng nâng cao, hoặc là mở giới hạn dành cho cấp điện cho CPU được tốt hơn. Thì với một số những cái hãng khác như MSI thì cũng có khác loại. Tuy nhiên thì họ sẽ có một số những tối ưu, đó chính là họ cho chọn cái vấn đề là cooling, tức là để dành cho những người dùng người ta không hiểu biết quá nhiều. Tôi thấy ở trong cái vỏ cây chỗ tôi là tản nhiệt khí, thì tôi chọn trong BIOS là tản nhiệt khí, thì khi đấy cái BIOS sẽ điều chỉnh theo tương ứng mà cái nhà xuất đã quy định. Cái giá trị Power Limit, tức là anh nói rõ hơn Vina một chút, tức là tùy vào nhà sản xuất bộ mạch chủ thì họ có cách thiết kế BIOS khác nhau để hỗ trợ người dùng. Với như Asus thì khi mà lắp CPU vào thì ngay dòng đầu tiên trạng thái thông báo sẽ là F1 hay F3 để tùy chọn mở hoặc giới hạn Power Limit. Với Adrock hay là MSI hay là Gigabyte thì cũng đều có những cái tùy chọn khác nhau. Như em vừa nói là chúng ta tùy chọn cooling để mà khi mà tùy chọn E hay là IEO ấy, thì mức giá trị Power Limit nó sẽ khác nhau ở trong BIOS. Hoặc là như Adrock thì có mục Bay Frequency Board thì chúng ta tùy chọn từ auto cho đến giới hạn tối đa nhất mà cái BIOS cho phép, tùy vào cách thức chúng ta làm việc hay là sử dụng mà chúng ta có thể đẩy Power Limit hay giới hạn Power Limit. Sang đến câu hỏi số 4 của bạn Sĩ Trần là khi em dùng CPU Intel Core i5-9400 chạy với RTX 2080 Ti thì CPU bị full load 100%. Thế nhưng khi em nâng lên là CPU Intel Core i5-10400 chạy cùng với RTX 2080 Ti thì CPU không còn hiện tượng đó nữa, và lý do vì sao ạ? Mình có giải thích là cái này liên quan đến cái vấn đề là cái khả năng xử lý của CPU và nó liên quan đến IBC. Thì cái quá trình mà xử lý giữa CPU và GPU, CPU mà càng nhanh đưa lệnh càng nhiều cho GPU để vẽ, tức là đây là trong điều kiện mà GPU phải mạnh nhé, thì CPU càng mạnh thì nó đẩy các cái thông tin đưa cho GPU để ra lệnh vẽ thì càng tốt. Thì đương nhiên là khi đấy một cái khung hình, chúng ta hiểu nôm na khung hình nó sẽ cao hơn. Và trong trường hợp này thì của bạn là khi bạn sử dụng VGA cao thì điểm mấu chốt của vấn đề ở ngàn cô trai trong hợp này là CPU 9400 mà chạy với lại 2080 Ti trong một số tựa game, trong nhiều cái trường hợp ứng dụng thì nó khung hình thấp hơn, thì đương nhiên là cái việc này nó liên quan đến khả năng xử lý của CPU rồi.
Về mặt cơ bản để cho anh em dễ hiểu hơn thì CPU là một ông họa sĩ, ông chỉ vẽ khung thôi, mà cái bức ảnh đấy mà khi đưa cho người khác xem thì họ chỉ sơ qua thôi. Và muốn đẹp hơn chúng ta phải có GPU. GPU sẽ đổ màu cho CPU vẽ nhanh thì GPU cũng tô màu nhanh, và qua đó cái FPS khi anh em chơi game cũng sẽ tốt hơn. Và nếu như mà cái cách nói về việc nghẽn cổ chai thì cũng sẽ phụ thuộc khá nhiều vào tùy từng điều kiện sử dụng. Những cái tựa game nặng thì dĩ nhiên là CPU không đủ, nhưng một số cái tựa game nhẹ thì sẽ là khác hơn. Cái này thì nếu như mà bạn cho chúng mình một cái trường hợp nó cụ thể hơn, bạn chơi được game nào hay là bạn dùng cho chính xác app nào, thì khi đấy chúng ta mới hiểu rõ được là liệu có bị nghẹn cổ chai hay không. Nhưng mà dù sao bạn cũng đã nâng cấp rồi thì cũng chúc mừng bạn. Và nếu như bạn có điều kiện thì bạn nâng hẳn lên Intel Core i5-12400 là tốt nhất. Thì cộng với lại là mình sẽ có một cái clip riêng nó về cái việc mà phân tích về khả năng khởi tạo game, bởi vì đây là cái quá trình không thể thiếu cho cái việc mà liên quan đến cái việc tận dụng từ, tức là mình hiểu đúng là phần cứng và phần mềm nó kết hợp với nhau ấy. Mỗi cái game nó sẽ engine khác nhau thì đương nhiên là cái sự kết nối giữa game đó với cái thành phần phần cứng bên trong cùng với hệ điều hành nó trao đổi nó sẽ là như thế nào, và điều này nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cái việc mà các bạn có hiệu năng cao hay thấp. Đó là lý do vì sao có những cái tựa game các bạn tăng sung CPU, nâng Vega nhưng mà khung hình nó cũng không có sự thay đổi nhiều, trong khi lại ngược lại có những tựa game các bạn tăng sung CPU, các bạn tăng bớt ra một cái lại nó lại khác nhau. Thì cái này là liên quan đến rất nhiều thứ. Và trong cái trường hợp câu hỏi của bạn bây giờ thì mình chỉ nói đơn giản là CPU có hiệu suất đơn nhân và có xu hướng mang lại hiệu quả cao hơn so với lại CPU có hiệu suất đơn nhân thấp hơn. Và vấn đề nghẽn cổ chai của bạn trong trường hợp này sẽ được giải quyết dứt điểm. Và đến câu hỏi số 5 cũng là câu hỏi cuối cùng trong số giải đáp ngày hôm nay là của bạn Duy Nam. Đây là một cái rất hay này, là có thể ép sung CPU non-K được không? Và các mã BOM máy chủ nào có thể ép sung CPU non-K được? Thì, hiện tại là mình vừa mới làm xong hai cái bài viết về hướng dẫn ép sung CPU non-K trên các BOM máy chủ B660 của Adrock. Và trước đây là mình đã có bài viết về ép sung non-K trên BOM máy chủ B660 của Asus. Thì câu trả lời của bạn là ép sung non-K được cho phép trên một số loại bô mạch chủ B660 và Z690 tại Intel Game 12 này, thì có thể kể tên như là B660G Strix, B660F Strix, Z690 Arrus Tachyon, Z690 Unify của MSI, Z690 Aqua, Z690 Taichi Zero Edition, và hai phiên bản gần đây nhất mà được nhiều người chào đón, B660M Zip 2 của Adrock với mức giá khoảng 3.6 triệu bán lẻ, và MSI B660 Motamax Wi-Fi. Thì là hiện tại là các bạn đọc thông tin trên mạng này đều thấy là trong cái mức xung mà khi mà ép xung các bi xử lý 12400 dễ dàng đạt đến mức 5.1 GHz và hiệu năng tăng rất là nhiều. Có những trường hợp phải tăng lên gần 50% hiệu suất. Đó là đây chính là lý do mà anh em khi mà tìm kiếm những cái bài hướng dẫn ép xung trên mạng thì một là người ta nói rất là qua, và cái thứ hai là họ đi luôn vào kết quả. Thứ nhất là họ tham khảo kết quả bên ngoài, và cái thứ hai nữa là cái việc họ có thể hướng dẫn chi tiết được mỗi mẫu CPU, CPU A, B, C thì mỗi một loại CPU thì sẽ có một cách ép xung khác nhau. Vì thế là trong một video khác thì anh Tiến sẽ hướng dẫn cụ thể về cái vấn đề ép xung này. Và số đáp ngày hôm nay đã kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong tuần sau nhé. Chào cả nhà.